protein và cái vai trò của nó là nó sẽ gắn vào cái thụ thể CD4 trên tế bào lympho T, đấy cái phần màu đỏ này các anh chị ha. Nhưng mà cái kháng nguyên này nó rất dễ thay đổi, mặc dù là cái kháng thể do cơ thể mình tạo ra chống lại cái kháng nguyên này có tác dụng giết chết virus, nhưng vì cái kháng nguyên này nó thay đổi liên tục cho nên cái kháng thể của mình cũng là cái giới hạn thôi, vì nó phải thay đổi liên tục theo cái sự thay đổi của kháng nguyên. Kháng nguyên GB41 thì nó là một cái kháng nguyên xuyên màng, là nó là cái phần này xuyên qua cái vòng màu tím và nó giữ cái vai trò trong giai đoạn hòa màng của con virus khi xâm nhập vào tế bào lympho T. Anh chị ơi, tôi xin lỗi các anh chị cho tôi gián đoạn bài giảng khoảng 2 phút nha. Tôi có việc phải giải quyết tiếp. Rồi, chị đã nói với anh Ken rồi. Và tuần sau thì chị có hẹn làm việc với sở học công nghệ ha. Để coi câu hỏi giải quyết cái này sao. Chắc là cũng thuận lợi thôi. Vì hồi tuần rồi chị có nói chuyện với tính. Chắc là được. Còn CDC thì ok. CDC thì giải quyết rồi. CDC thì nó phải theo mình thôi. Và vậy em hết. Các anh chị ơi, chúng ta tiếp tục nha các anh chị. Tôi có một số việc nó hơi khẩn cấp cho nên xin lỗi các anh chị là phải gián đoạn chút. Các anh chị ơi, mình nghe rõ không ạ? Dạ rõ ạ. À rồi. Rõ rồi.
Rồi chúng ta tiếp tục các anh chị nhé. Về nuôi cấy thì HIV là chúng ta có thể nuôi cấy được hiện nay. Rồi chúng ta cấy trên những cái tế bào tích hợp với nó, đó là tế bào lem phôi người, tế bào thường trực HeLa có thụ thể CD4 à. Và đương nhiên thì cái nuôi cấy này là mình chỉ dùng trong nghiên cứu thôi. Chúng ta thực hiện ở những cái labo chuyên nghiên cứu về HIV. Và hiện nay những cái nghiên cứu của mình là nhằm mục đích là bào chế thuốc điều trị và bào chế vaccine ha. Cái việc mà nghiên cứu bào chế vaccine thì hiện nay chúng ta vẫn thế giới đang 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 rất là nỗ lực để nghiên cứu, mặc dù nó chưa mang lại kết quả. Về sức đề kháng thì virus này nó có envelope, do đó nó dễ bị bất hoạt bởi những cái nhân tố lý hóa, nó dễ chết không các anh chị ha. Cho nên là đối với HIV thì thật sự được chỉ khi mà lây trực tiếp á, chứ còn thì nó ra ngoài môi trường ngoài nó rất là dễ chết. Nó sẽ chết ở nhiệt độ 56 độ C trong vòng 20 phút, tức là không cần tới nhiệt độ sôi đâu. Cái nhiệt độ ở cái vòi nước ở trong trong nhà tắm chúng ta đó, chúng ta sử dụng cái vòi nước nóng là nó cũng đã chết rồi nha. Và nó sẽ bị bất hoạt bởi những cái dung dịch sát khuẩn thông thường thôi, ví dụ như là cồn nè, glutaraldehyde nè, oxy già nè, hoặc là paraformaldehyde vân vân. Về mặt phân loại thì HIV được chia ra làm hai nhóm. HIV1 được phân lập vào năm 1983 và người ta chia nó ra làm ba nhóm M, N và O. Trong nó thì cái nhóm M là cái nhóm phổ biến khắp thế giới hiện nay, còn nhóm N và nhóm O là hiếm gặp hơn. HIV2 thì được phân lập sau đó 3 năm vào năm 1986 và người ta chia làm 6 thứ tiếp. HIV2 thì ít phổ biến lắm các anh chị, gần như chúng ta chỉ tìm thấy HIV2 trên những cái người nhiễm HIV ở các cái quốc gia thuộc vùng Tây Phi mà thôi nha. Cho nên nói tóm lại là những cái thuốc điều trị và những cái kit xét nghiệm hiện nay đó thì phần lớn là chúng ta dùng cho HIV1. Bây giờ thì về mặt khả năng gây bệnh thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái quá trình nhiễm HIV theo ba cái giai đoạn nha. Đó là nó xâm nhập vào cơ thể như thế nào, và khi vào cơ thể thì nó tấn công những cái cơ quan, những cái mô nào, những cái tế bào nào, và cái hậu quả nó gây ra là như thế nào. Đó chúng ta sẽ tìm hiểu theo một cái trình tự như vậy. Thì về đường xâm nhập thì cái này các anh chị quá thuộc bài rồi ha. HIV xâm nhập qua đường máu, mẹ truyền sang con và qua quan hệ tình dục. Và chúng ta nhớ là nó xâm nhập kiểu nào thì biện pháp phòng bệnh của mình sẽ đi theo kiểu đó. Bây giờ khi vào cơ thể thì HIV nó tấn công những cái loại tế bào nào? Thì cái tế bào đích đầu tiên hết đó là tế bào lem phô T có thụ thể CD4. Đây là cái đích đầu tiên, cái đích chủ yếu của HIV. Ngoài ra thì nó còn tấn công những cái tế bào đại thực bào, tế bào bạch cầu đơn nhân, tế bào răng cưa, tế bào lăng Gerhans và mô bạch huyết. Đấy. Thì khi các anh chị học môn sinh lý bệnh miễn dịch, các anh chị sẽ được học đầy đủ những cái loại tế bào này và biết được chức năng của từng cái loại tế bào này trong cái hệ miễn dịch của chúng ta. Và khi nó tấn công những cái tế bào này thì hậu quả cuối cùng là nó sẽ làm cho những cái tế bào này tổn thương và chết. Đấy. Bây giờ cái hậu quả mà những cái tế bào, những cái mô bị nhiễm virus là như thế nào? Đầu tiên hết là tế bào nó sẽ bị chết. À, cái này là chúng ta biết rồi. Cái thứ hai là riêng trong cái nhiễm HIV đó thì nó sẽ có một cái hiện tượng gọi là hiện tượng hợp bào. Vậy thì hiện tượng hợp bào là như thế nào? Thì các anh chị nhìn lên cái hình này để hiểu rõ này ha. Cái tế bào màu tím tím này nè là cái tế bào lem phô T của chúng ta. Và cái gạch màu xanh dương này là cái thụ thể CD4. À. Và HIV khi mà nó nhiễm vào trong cái tế bào lem phô T này, nó bằng cách nó gắn cái kháng nguyên B24, xin lỗi, gắn cái kháng nguyên GB120 này lên cái thụ thể CD4. Đó. Nhưng mà khi cái virus nó vào bên trong tế bào lem phô T thì nó lại bộc lộ cái kháng nguyên GB120 lên trên bề mặt của cái tế bào mà đang bị nhiễm virus. Và vậy thì trên cái tế bào nhiễm virus nó sẽ có những cái kháng nguyên GB120. Mà nó có cái kháng nguyên GB120 thì một cái anh lem phô T khác có cái thụ thể CD4 sẽ đến gắn vào đây. Đấy. Vì nó là thụ thể của nhau. Và khi nó gắn vào thì sau đó là cái hiện tượng hòa màng nó xảy ra. Hai cái tế bào lem phô T này, một anh thì nhiễm virus, một anh không nhiễm virus, thì hai cái anh này sẽ hòa màng lại với nhau tạo thành một cái tế bào to hơn, và có hai cái nhân bên trong. Cái bào tương thì chung, cái màng thì chung. Rồi một rồi thì lần lượt những cái tế bào lem phô T khác lại tiếp tục đến gắn vào, và nó tạo thành một cái tế bào đa nhân khổng lồ như thế này.
Nó bao gồm nhiều cái tế bào lympho T gắn kết lại với nhau, và cái tế bào này lẽ dĩ nhiên là không còn chức năng miễn dịch. Đó, tức là biến biến dạng đi nha. Cái thứ hai là hiện tượng ADCC, chúng ta gọi là hiện tượng gây độc tế bào phụ thuộc kháng thể. Vậy thì cái hiện tượng này nó xảy ra như thế nào? Thì đây là cái tế bào lympho T có nhiễm HIV. Và như hồi nãy tôi nói thì khi cái tế bào này nó bị nhiễm mà nó chưa kịp bị giết chết đó, thì trên bề mặt của nó sẽ xuất hiện những cái kháng nguyên của virus, tức là cái GB120. Thì cái cơ thể của chúng ta bình thường là hệ miễn dịch của mình được huấn luyện từ khi ở thời kỳ phôi thai, là hệ miễn dịch của mình không chống lại những cái gì thuộc về cơ thể của mình, ngoại trừ những cái người mắc bệnh tự miễn nha. Cho nên các anh chị thấy là khi ghép tạng, ghép cơ quan đó, mà ghép từ người khác vào nó dễ có cái hiện tượng thải loại mạnh ghép lắm. Và sau khi ghép thì mình phải dùng thuốc ức chế miễn dịch một thời gian. Còn nếu mà ghép tự thân thì cái tỷ lệ thành công rất cao. Ví dụ trong những cái trường hợp mà chúng ta bị bỏng hay là bị tai nạn mất da, mà cái da đó lại nằm ở những cái vùng da lộ ra bên ngoài thì nó ảnh hưởng tới thẩm mỹ, thì khi đó người ta sẽ ghép da, người ta lấy da từ cái vị trí này, người ta đắp lên cái vị trí mà bị thiếu da. Thì trong trường hợp đó mình gọi là ghép tự thân, và những cái trường hợp như vậy thì cái tỷ lệ thành công rất là cao, miễn là nó đừng nhiễm trùng là được rồi. Đó, như vậy thì bây giờ đó, cái tế bào lympho T của mình là tế bào của cơ thể, cho nên bình thường nó sẽ không có chuyện gì hết. Nhưng bây giờ nó lại mang cái kháng nguyên lạ của con virus, vậy thì nó sẽ bị cái hệ miễn dịch của cơ thể nhìn nhận nó là một cái gì đó lạ đối với cơ thể. Và khi mà nó lạ đối với cơ thể thì nó sẽ bị những cái tế bào miễn dịch khác đến tiêu diệt. Như vậy thì mình có cái thứ nhất là tế bào nó nhiễm virus rồi nó kiệt quệ, nó tổn thương, nó chết. Bây giờ nó không chết nữa thì nó tạo thành những cái tế bào khổng lồ đa nhân không còn chức năng miễn dịch. Rồi bây giờ thì cái thứ ba là nó lại bị giết chết bởi chính đồng loại của nó, tại vì nó lại mang những cái yếu tố ngoại lai. Đó, thì đây là những cái cơ chế mà nó làm cho cái số lượng tế bào lympho T thì chúng ta giảm, giảm và đồng thời là mất chức năng miễn dịch. Đó. Bên cạnh những cái hiện tượng này thì nó còn hoạt hóa bổ thể, nó tạo nên cái hiện tượng siêu kháng nguyên rồi làm cho tế bào chết theo chương trình và giải phóng những chất hòa tan gây độc tế bào. Đó, hàng loạt những cái cơ chế mà khi cơ thể chúng ta nhiễm HIV nó xảy ra như thế. Thì những cái cơ chế đó nó dẫn tới cái biểu hiện lâm sàng khi nhiễm HIV. Thì khi nhiễm HIV đó, nó sẽ xảy ra qua 3 giai đoạn, diễn tiến nó xảy ra qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu chúng ta gọi là giai đoạn sớm ha. Thì giai đoạn này đó thì phần lớn là không có triệu chứng, một số trường hợp có triệu chứng, và nó thời gian của nó là từ 3 tới 6 tuần sau khi nhiễm. Thì cái biểu hiện của giai đoạn này là một cái hội chứng nhiễm virus cấp, nó không có cái gì gọi là đặc trưng cho nhiễm HIV hết, bao gồm có sốt, ho, nổi hạch ngoại biên, phát ban, loét da niêm mạc và viêm thần kinh ngoại biên. Đấy. Thì các anh chị thấy những cái triệu chứng này nhiễm những cái loại virus khác thì chúng ta vẫn có những cái triệu chứng này, và sau một thời gian ngắn thì những cái triệu chứng này nó sẽ tự biến mất. Rồi người ta cứ nghĩ là làm nếu như không có yếu tố gì gợi ý thì người ta nghĩ rằng à, mình bị nhiễm một cái loại siêu vi nào đó và bây giờ mình khỏi bệnh. Nhưng mà đối với nhiễm HIV thì nó không khỏi được anh chị, mình nó chuyển qua giai đoạn 2. Giai đoạn này mình gọi là giai đoạn giữa, thì đây là cái giai đoạn không triệu chứng. Giai đoạn này nó kéo dài rất là dài, cho nên bữa trước mình gọi nó là nhiễm khuẩn chậm đó. Cái giai đoạn này nó tương ứng với cái thời kỳ ủ bệnh của những cái bệnh lý khác đó. Thế thì cái thời gian này nó kéo dài có thể 10 năm, 15 năm, 20 năm hoặc hơn nữa. Thì trong giai đoạn này đó, virus nó tiếp tục tăng sinh, nó vẫn chống trả với cái hệ miễn dịch của chúng ta, và nó tăng sinh bên trong cái tế bào bạch cầu và mô bạch huyết. Và cái sự tăng sinh của virus nó luôn luôn tỷ lệ nghịch với cái số lượng tế bào lympho và cái khả năng miễn dịch của hệ miễn dịch của chúng ta. Và ở một cái người nhiễm HIV thì nó đặc biệt ở chỗ là sau cái giai đoạn giữa rồi thì sớm hay muộn gì cũng phải bước vào giai đoạn thứ ba, đó là giai đoạn cuối. Đây là cái giai đoạn mà khi hệ miễn dịch của chúng ta nó đã suy yếu trầm trọng rồi, nó không còn bảo vệ cơ thể được nữa, thì bắt đầu bệnh nhân có xuất hiện những cái triệu chứng lâm sàng. Thì giai đoạn này chúng ta gọi là giai đoạn S, và giai đoạn này thì mình mới gọi là bệnh nhân S. Còn cái giai đoạn giữa hồi nãy thì mình không có gọi là bệnh nhân nha các anh chị, mà mình dùng cái từ là người nhiễm HIV thôi. Đấy. Và cái triệu chứng lâm sàng ở giai đoạn này là triệu chứng của những cái nhiễm trùng cơ hội và ung thư mà bệnh nhân mắc phải. Và khi đã bước vào giai đoạn này
thì cái tỷ lệ sống thường là nó 2 tới 3 năm thôi, thường phần lớn là không quá 2 năm. Đấy, các anh chị thấy. Và ở đây đó thì nhiễm HIV nó hơi đặc biệt so với những cái tác nhân nhiễm bệnh khác. Đó là mình có cái nguyên tắc chung bữa trước tôi đã nói, thì khi mà một cái cơ thể khỏe mạnh bị nhiễm khuẩn thì phần hầu hết là chỉ có 80%, xin lỗi, chỉ có tới 90% là không mắc bệnh và chỉ có 10% là mắc bệnh thôi. Đấy. Nhưng riêng đối với HIV thì hầu hầu như là cái nguyên lý này không áp dụng cho HIV, bởi vì tất cả những cái người nhiễm HIV thì sớm muộn gì cũng trở thành người bị bệnh, tức là bệnh nhân S. Hiện nay thì trên thế giới chỉ có duy nhất hai người nhiễm HIV và sau đó là tự khỏi, người ta chưa giải thích được, và người ta đang nghiên cứu, người ta lấy những mẫu mô, mẫu máu của hai cái người này để người ta nghiên cứu rất nhiều khía cạnh, kể cả yếu tố di truyền, xem nó có những cái lý do gì mà nó có thể làm cho hai cái người này có thể loại trừ được virus để mình có thể ứng dụng vào cái điều bào chế vaccine hoặc là thuốc điều trị. Đấy, anh chị thấy như vậy ha. Và những cái phương cách điều trị của mình hiện nay là mình phải kéo dài cái giai đoạn giữa ra để anh chị, còn đã vào giai đoạn cuối thì coi như hết phương cứu chữa. Thì đây là cái biểu đồ cho thấy cái sự tương quan giữa nồng độ virus trong máu và cái nồng độ tế bào lympho T trong máu. Thì ở cái giai đoạn cấp, mới nhiễm cấp thì nồng độ virus rất cao và cái tế bào lympho T tạm thời nó sẽ giảm xuống, nhưng sau đó thì hệ miễn dịch của chúng ta sẽ phát huy tác dụng, tế bào lympho T nó hồi phục và nó sẽ ức chế được virus trong một khoảng thời gian rất dài. Đây là cái giai đoạn giữa, nhưng mà tới một cái lúc nào đó thì cái virus nó phát triển mà, cho nên là và nó trong cái quá trình này đó nó bị ức chế nhưng nó vẫn làm giảm cái số lượng tế bào lympho T, và tới một lúc nào đó số lượng tế bào lympho T giảm xuống thì virus nó tăng lên cao, và đây là cái giai đoạn S. Và hai cái đường này thì các anh chị thấy là nó luôn đi ngược nhau, nó không bao giờ đi song song với nhau, thấy các anh chị. Về mặt miễn dịch thì HIV nó tiêu diệt tế bào lympho T, do đó nó dẫn tới cái tình trạng suy giảm miễn dịch mắc phải, và hậu quả cuối cùng là bệnh nhân sẽ mắc những cái nhiễm trùng cơ hội và ung thư và sẽ chết vì cái bệnh này. Ở một cái người nhiễm HIV như tôi đã nói thì tại sao là nó không khỏi bệnh mà trước sau gì anh cũng phải rơi vào giai đoạn S? Đó là khi nhiễm HIV, cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể chúng ta là một cái kiểu miễn dịch người ta gọi là miễn dịch không đầy đủ, là bởi vì những cái kháng nguyên mà có thể kích thích cơ thể chúng ta tạo ra miễn dịch diệt được con virus thì kháng nguyên nó lại thay đổi liên tục. Các anh chị hình dung đi, là bây giờ đó là các anh chị ở chung với những cái người bạn chung cùng phòng trọ, và cái cửa ra vào thì mình có cái ổ khóa, thế là cái anh mà ảnh có một cái anh ở trong cái nhóm của mình đó là anh cứ thích thay đổi cái ổ khóa, thế là những người còn lại cứ phải thay đổi cái chìa khóa theo. Tại vì thay đổi cái ổ khóa thì phải thay đổi cái chìa khóa theo thì mới mở cửa được, đúng không ạ? Đó, thế thì trong nhiễm HIV thì thế hệ miễn dịch của mình nó cứ phải thay đổi liên tục như thế, và đó chính là một trong những cái lý do mà những cái nghiên cứu để bào chế vaccine ngừa HIV hiện nay chưa mang lại kết quả. Cái thứ hai nữa là những cái kháng nguyên mà gọi là nó cố định, nó không thay đổi, ví dụ kháng nguyên B24 thì cái kháng thể đó lại không có tác dụng trung hòa virus. Như vậy là tóm lại là miễn dịch của mình không có hiệu quả. Và trong thực tế thì một cái bệnh nhân mà một cái người nhiễm HIV mà chúng ta thấy cái kháng thể chống B24 nó giảm thì đây là một trong những cái dấu hiệu để dự báo là cái bệnh nhân này sắp bước vào giai đoạn S, vì nó cho thấy là cái đáp ứng miễn dịch đã suy giảm trầm trọng. Về mặt dịch tễ học thì các anh chị cũng rất là thuộc bài rồi ha, các anh chị ha, tôi chỉ nhắc qua thôi. Thì hiện nay trên thế giới có khoảng 50 triệu người nhiễm HIV và có khoảng 6 triệu người nhiễm mới mỗi năm. Ở Việt Nam thì ca nhiễm đầu tiên được phát hiện vào năm 1990 ở thành phố Hồ Chí Minh. Các cái con đường lây thì chúng ta đã nói ha, qua đường máu, quan hệ tình dục và mẹ truyền sang con. HIV nó có trong những cái chất dịch sau đây của cơ thể, đó là trong máu, trong dịch nọc tủy, trong tinh dịch, trong dịch âm đạo, trong sữa mẹ, trong nước bọt. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cái chất dịch nào mà có sự hiện diện của HIV là đều có thể làm lây nhiễm. Chỉ khi nào nó hiện diện với một cái nồng độ đủ để có thể lây nhiễm thì nó mới là cái mang đến cái nguy cơ lây nhiễm. Cho nên các anh chị thấy là mình có thể lây qua đường máu nè, đường quan hệ tình dục nè, qua sữa mẹ, nhưng mà hiện nay cho tới ngày nay thì người ta chưa có chứng minh được là HIV có thể lây qua đường hun hít, tức là qua nước bọt, các anh chị ha.
Nhóm có nguy cơ cao thì bao gồm là người đồng tính, gái mại dâm, người nghiện ma túy, những cái người mắc bệnh ưa chảy máu, những cái người này phải truyền máu nhiều lần trong cuộc đời của họ, cho nên nó có cái nguy cơ rất là cao. Và cuối cùng là nhân viên y tế chúng ta cũng là cái đối tượng nguy cơ cao như các chị ha, thường là do tai nạn nghề nghiệp. Thì về mặt chẩn đoán thì để chẩn đoán nhiễm HIV thì chúng ta có những cái biện pháp sau đây. Thứ nhất là mình nuôi cấy phân lập virus, thì đương nhiên là cái này chỉ dùng trong nghiên cứu thôi, chứ được thực hiện ở những cái labo mà chuyên về nghiên cứu virus, chứ mình không có dùng trong chẩn đoán ha. Các anh chị nhớ là nuôi cấy phân lập virus là không dùng trong chẩn đoán với bất kỳ loại virus nào, mà mình chỉ dùng trong nghiên cứu thôi, bởi vì nó đòi hỏi trang bị một cái labo rất là chuyên dụng, đắt tiền và nó tốn thời gian, cho nên mình không có dùng trong chẩn đoán. Rồi cái thứ hai là mình phát hiện kháng thể kháng HIV trong máu của bệnh nhân. Đây là cái xét nghiệm gián tiếp ha, và đây là cái xét nghiệm rất là phổ biến hiện nay. Thế thì trên thị trường bây giờ mình tìm kháng thể thì cái kit xét nghiệm của mình phải chứa kháng nguyên. Vậy thì trên thị trường hiện giờ mình có những cái kit kháng nguyên mà chứa những cái kháng nguyên, ví dụ B17, B24, B55, B31, B51, B66, GB41, GB120, GB160. Đấy, rất nhiều cái kit trên thị trường hiện nay. Và chúng ta sẽ lấy máu bệnh nhân để chúng ta phát hiện kháng thể bằng những cái kỹ thuật khác nhau. Tuy nhiên thì trong cái chẩn đoán nhiễm HIV, chẩn đoán xác định nhiễm HIV hiện nay thì các anh chị lưu ý giùm tôi, nếu mình sử dụng kháng thể để chẩn đoán nhiễm HIV và nói chung là kể cả PCR, thì chúng ta lưu ý là đối với nhiễm chẩn đoán nhiễm HIV nó có những cái vấn đề mà luật pháp quy định, tức là có cái sự tham gia của luật pháp ở đây các anh chị ha. Thứ nhất là xét nghiệm HIV nó là một cái xét nghiệm tình nguyện. Các chị biết là đối với những cái bệnh lý khác thì cái quyền chỉ định xét nghiệm là cái quyền của bác sĩ. Và chúng ta chỉ phải hỏi ý kiến bệnh nhân trong trường hợp là cái xét nghiệm đó nó có mang tới những cái nguy cơ, những cái rủi ro. Và cái thứ hai là nó liên quan tới vấn đề chi trả, giá thành mà bệnh nhân phải chi trả thì mình phải thảo luận với bệnh nhân thôi. Chứ còn thì bệnh nhân bác sĩ có quyền chỉ định. Nhưng riêng trong HIV thì cái xét nghiệm HIV phải được sự đồng thuận của bệnh nhân. Bệnh nhân phải đồng ý thì mình mới cho xét nghiệm được. Và đồng ý này là phải thể hiện bằng văn bản nha các anh chị, không phải nói miệng. Cho nên là trong hồ sơ bệnh án phải có cái tờ giấy rồi bệnh nhân ký tên vào xác nhận đấy. Cái thứ hai là để kết luận một cái người nào đó nhiễm HIV bằng kỹ thuật xét nghiệm kháng thể thì cái xét nghiệm phải được làm 3 lần lặp lại trên 3 bộ sinh phẩm khác nhau, và khi cả 3 lần này đều dương tính thì chúng ta mới được kết luận. Đó là chuyện thứ hai. Chuyện thứ ba là cái kết quả xét nghiệm phải được bảo mật. Cái kết quả xét nghiệm HIV không có được dán vào trong hồ sơ bệnh án đâu, mà phải được mã hóa. Hai người được quyền, được phép biết cái kết quả xét nghiệm này là bác sĩ trực tiếp điều trị và bệnh nhân. Và một cái người thứ ba muốn được biết thì phải có sự đồng ý của bệnh nhân. Cái thứ tư là khi mà mình xét nghiệm như thế này, những cái cơ sở y tế công lập được Bộ Y tế chỉ định thì mới được làm cái xét nghiệm khẳng định HIV. Thế thì tại sao nó lại có những cái quy định nghiêm ngặt như thế? Thì các anh chị biết là tất cả những cái điều này nó nhằm bảo vệ cho cái người nhiễm HIV. Bởi vì đây là một cái đối tượng dễ tổn thương. Bởi vì sao? Vì nhiễm HIV như tôi đã nói là một cái căn bệnh mà trước sau gì cũng chết cho tới thời điểm hiện nay. Chỉ đều là sớm muộn thôi. Do đó khi mà mình trao một cái kết quả HIV dương tính thì phải đảm bảo là kết quả thật chính xác. Bởi vì nếu mà do một cái sự nhầm lẫn nào đó thì nó có thể đưa tới những cái hậu quả khôn lường cho anh chị ạ. Một cái thanh niên trai tráng khỏe mạnh, công danh sự nghiệp trước mắt, đùng cái nhận một kết quả HIV dương tính là có thể nhảy lầu tự tử anh chị. Thành ra là nó phải chính xác. Bây giờ tại sao phải bảo mật? Vì về mặt văn hóa xã hội thì một cái người nhiễm HIV tùy theo từng quốc gia ít nhiều gì họ cũng bị phân biệt đối xử, cho nên họ phải được giữ kín. Bây giờ tại sao mình phải hỏi ý kiến họ là họ có đồng ý làm xét nghiệm hay không? Vì căn bệnh này hiện nay nó là một căn bệnh cuối cùng gì nó cũng dẫn tới cái chết, và hiện nay mình chưa điều trị được, chưa phòng bệnh được. Vậy thì cái người đó đó họ có quyền được quyết định là họ có cần được biết cái tình trạng bệnh tật của mình hay không. Đấy. Thì những cái điều quy định này nó nhằm để bảo vệ quyền lợi cho những cái người không may nhiễm HIV các anh chị ha. Những cái vấn đề này thì nó là từ thực tế, tôi mở rộng thêm trong giáo trình của mình thì không đề cập đến những vấn đề này. Các anh chị nhớ là giáo trình của mình chỉ đề cập những cái vấn đề lý thuyết kinh điển
nha. Còn thì những cái vấn đề này thì nó có thể nó sẽ thay đổi theo thời gian đấy anh chị ha. Rồi cái nhóm xét nghiệm thứ ba là phát hiện kháng nguyên B24, thì như tôi đã nói cái xét nghiệm này đó nó có giá trị rất tốt để chẩn đoán trong cái giai đoạn nhiễm cấp, tức là sau khi các anh chị phơi nhiễm đó mình xét nghiệm kháng thể thì chưa có mà mình cần phải xác định nhanh để mình còn có biện pháp điều trị phòng ngừa, thế thì xét nghiệm kháng nguyên là rất tốt. Đương nhiên là mình có thể hoặc là xét nghiệm kháng nguyên hoặc là xét nghiệm PCR đó, và cái kháng nguyên mình định lượng kháng nguyên B24 thì nó còn có giá trị tiên lượng bệnh, và cái kỹ thuật này thì không có áp dụng cho chẩn đoán thường quy. Thường quy thì mình làm cái kháng thể kìa hoặc là PCR, bởi vì cái kháng nguyên này thì cái xét nghiệm này nó cũng khá đắt tiền. Rồi cái nhóm thứ tư là phát hiện virus trong máu bằng PCR, thì cái này bây giờ mình sử dụng rất là rộng rãi. Ngoài ra thì mình còn định lượng được nữa để mình theo dõi một cái người nhiễm HIV đó, người ta phải đi tái khám định kỳ, có điều trị hoặc không điều trị gì đó, thường là điều trị thì người ta phải tái khám định kỳ, và trong cái giai đoạn giữa là giai đoạn không triệu chứng, cho nên bệnh nhân chẳng có triệu chứng gì cả để mà bác sĩ khám đâu. Và khi tái khám như thế này thì người ta phải làm xét nghiệm, mà mình dựa vào những cái thông số xét nghiệm để mình đánh giá à. Nhưng mà một trong những cái thông số đó là mình dựa vào cái mật độ virus ở trong máu, và khi điều trị thì mình cũng dựa vào cái mật độ virus trong máu để mình đánh giá là có đáp ứng với điều trị hay không. Rồi một cái nhóm xét nghiệm để theo dõi tình trạng nhiễm HIV, thì cái này nó không nhằm để chẩn đoán, đây là những cái xét nghiệm mà mình phải thực hiện định kỳ trên cái người mình đã biết là nhiễm HIV rồi, đó là đếm cái số lượng tế bào lympho T, định lượng virus trong máu và định lượng kháng nguyên B24. Bây giờ trong trường hợp điều trị đó thì mình có thể làm thêm những cái xét nghiệm này nếu như có điều kiện, và xác định kiểu gen, kiểu hình để mình tiên lượng cái khả năng đáp ứng với điều trị. Và một số những cái trường hợp đặc biệt thì các anh chị lưu ý, thứ nhất là trong trường hợp nhiễm HIV cấp, tức là sau phơi nhiễm đó, thì đương nhiên là kháng thể âm tính, thường kháng thể nó có khoảng sau 6 tuần đó. Thì lúc này thì mình sẽ xét nghiệm PCR hoặc là tìm kháng nguyên B24 ở trong máu để mình xác định ha. Trong trường hợp nhiễm HIV ở trẻ sơ sinh thì các anh chị biết là một cái người mẹ nhiễm HIV có thể truyền virus qua cho bé. Không phải tất cả những đứa bé sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV đều nhiễm HIV đâu các anh chị. Do đó mình mới đặt vấn đề là chẩn đoán. Nhưng mà những cái đứa bé mà sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV thì nó sẽ có kháng thể do mẹ truyền cho. Như vậy là trong trường hợp này mình dựa vào cái kháng thể để chẩn đoán nhiễm HIV là không chính xác, do đó mình phải làm PCR để tìm virus trong máu của những cái đứa trẻ sơ sinh này, hoặc là xét nghiệm kháng nguyên B24. Và cuối cùng là trong sàng lọc máu, thì các anh chị biết là một cái đơn vị máu khi chúng ta hiến máu đó, thì trước khi cho nó vào ngân hàng máu là người ta phải làm rất nhiều những cái xét nghiệm để tầm soát những cái mầm bệnh lây qua đường máu, trong đó có HIV. Thì như chúng ta đã nói từ nãy giờ thì để phát hiện HIV thì chúng ta có thể làm xét nghiệm kháng thể là kháng nguyên B24 và PCR. Tuy nhiên thì ở đây cái xét nghiệm phát hiện kháng thể là cái xét nghiệm mà nó ít tiền nhất, nhưng nó lại có một cái nhược điểm là nó có khả năng bỏ sót. Tức là một cái người đó, người ta nhiễm HIV mà người ta chưa kịp sinh kháng thể, và do người ta có thể không biết cho nên là người ta đi hiến máu, hoặc là thậm chí có những cái đối tượng họ biết nhưng mà họ họ cố tình họ đi bán máu, ví dụ đối tượng nghiện chích ma túy ví dụ đó, thì trong trường hợp này đó là họ mới nhiễm thôi, họ chưa có kháng thể. Vậy thì khi mình xét nghiệm là mình sẽ không tìm thấy được kháng thể trong những cái đơn vị máu này, nhưng trong những cái đơn vị máu này lại có virus, đó là cái bỏ sót thì anh chị ha. Thành ra giá trị của một cái đơn vị máu thì mình đừng có nhìn nhìn một cách phiến diện là máu nó chỉ là một cái đơn vị máu, nhưng mà cái giá trị nó còn nằm ở cái chỗ là cái đơn vị máu mình có an toàn hay không, và cái giá thành của một đơn vị máu nó bị phụ thuộc rất nhiều vào những cái kỹ thuật xét nghiệm mà người ta sử dụng để tầm soát những cái mầm bệnh có thể có trong cái đơn vị máu đó. Về mặt phòng bệnh thì vaccine chúng ta chưa có rồi, cho nên chúng ta chỉ phòng bệnh bằng những cái phương pháp phòng bệnh không đặc hiệu, và chỗ này thì tôi cũng không cần phải nói tới nha, các anh chị rất là thuộc bài chỗ này rồi, nó lây theo kiểu gì thì mình sẽ phòng bệnh theo kiểu đó. Về mặt điều trị thì hiện nay đó, chúng ta những cái người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus, thuốc kháng ARV. Thì những cái thuốc này nó có nhiều nhóm, nó sẽ ức chế lên quá trình tăng sinh của HIV bên trong tế bào ở những cái giai đoạn khác nhau,
Và những cái thuốc này thì hiện nay nó chỉ dừng lại ở chỗ là nó ức chế sự tăng sinh của virus, chứ nó không diệt hết được virus. Và do đó thì chúng ta điều trị để kéo dài cái giai đoạn giữa. Và những cái người nhiễm HIV hiện nay, tức là họ đang ở cái giai đoạn giữa đấy, thì họ vẫn có một cái niềm hy vọng, dù là nó mỏng manh nhưng vẫn là một cái tia sáng. Đó là người ta hy vọng là một cái ngày nào đó người ta điều trị, người ta cầm cự, rồi một ngày nào đó thì khoa học tìm ra được những cái phương thuốc có thể điều trị khỏi bệnh đó, như vậy nha anh chị ha. Rồi, như vậy là tôi đã nói xong về cái bài HIV. Các anh chị có câu hỏi gì không ạ? Là cô là cho em hỏi là nếu mà một người không may mắc bệnh HIV thôi và người ta sử dụng thuốc ARV thì mặt người ta có thể kéo dài sự sống được bao lâu? Điều đó không nói được. Thường hiện giờ thì có những cái trường hợp là họ họ sống rất là lâu, trên 20 năm luôn đó các anh chị. Nó phụ thuộc vào cái cơ thể của người đó rất nhiều nha. Nhưng mà đối với câu hỏi của anh thì thật sự là mình không nói được, mình chỉ nói theo những cái tỷ lệ người ta nghiên cứu thôi, chứ còn sống được để mình nói với một bệnh nhân à, anh điều trị đi, anh có thể sống được bao nhiêu lâu nữa thì cái điều đó mình không nói được chính xác đâu anh ạ. Dạ cô ơi, cho em hỏi là khi mà mình là nhân viên y tế á, mình bị phơi nhiễm nhưng mình không chắc chắn là HIV, mình uống thuốc kháng ARV cô là thời gian bao lâu, rồi khi mà trường sau một thời gian uống rồi rồi sau này lại vô tình bị có khả năng phơi nhiễm nữa thì mình có được có uống nữa hay tiếp uống nữa không con, hay là nó đã có cái thể rồi? À, câu hỏi của chị rất là hay, và chúng ta đó là một cái câu hỏi mà mỗi người chúng ta cần phải đặt ra nè ha. À, tuy nhiên thì cái câu hỏi của chị thì tôi không thể trả lời một cách vắn tắt được đâu, mà tôi sẽ hướng dẫn các anh chị. Trên thư viện hiện nay có một cái tài liệu này do dự án LIGAP của CDC tài trợ, tài liệu dự phòng phơi nhiễm nghề nghiệp HIV/AIDS cho nhân viên y tế ha. Thì các anh chị lên thư viện tìm mượn cái quyển này về đọc, nó sẽ giải đáp tất cả những cái vấn đề liên quan tới câu hỏi của chị. Khi mình mới bị phơi nhiễm thì mình đánh giá dựa vào những yếu tố nào, mình sẽ xử trí như thế nào, mình theo dõi cho tới bao giờ và mình điều trị cho những cái trường hợp nào vân vân nha. Đó. Thì cái này tôi sẽ gửi cho anh lớp trưởng của lớp Y35, mà hôm tôi có kết bạn Zalo đó, tôi sẽ gửi cái hình này cho anh lớp trưởng lớp Y35 và nhờ anh chia sẻ cho các anh chị để mình lên thư viện mình tìm cái quyển này mình đọc nha. Dạ, cảm ơn. Rồi. À, các anh chị ơi, bây giờ đó thì mình còn một bài nữa, tôi hỏi các anh chị là mình có thể học thêm khoảng 30 phút nữa để tôi giải quyết tiếp cái bài cuối cùng được không ạ? À? Vì thật sự thì tuần tới là tôi kín lịch hết rồi, và mà lớp mình nó có một cái là mình là lớp ghép, cho nên mình tìm một cái buổi mà để chung ba lớp này nó cũng cũng hơi khó đấy. Các anh chị nên mình học thêm tới 11 giờ rưỡi được không ạ? Dạ được cô. À. Dạ được cô ơi. À vâng, cảm ơn các anh chị. Cô cho em hỏi các bạn HIV. Vâng. Dạ, cô là ví dụ như là những cái người mà sản phụ của cô thì được tầm soát HIV trước khi sinh hoặc là phẫu thuật. Còn đối với những cái bệnh nhân mà những cái bệnh nhân ngoại khác đó cô, thường là ở bệnh viện sẽ không cho làm cái tầm soát HIV. Nhưng mà em thấy cái tình trạng mà nhân viên y tế mà bị tai nạn tai nạn nghề nghiệp á, rồi liên quan tới HIV là thường là xảy ra, ví dụ như bị khi mà phẫu thuật thì bị nước ối hoặc là máu văng qua mắt, hoặc là bị kim hoặc là dụng cụ y tế nó đâm vô trong trong tay nữa không, thì hầu như là những người mà làm ở phòng mổ là toàn là phải đi làm lén không, mà lấy máu lén của bệnh nhân để đi xuống nhờ xét nghiệm, người ta xét nghiệm HIV giùm. Mà em thấy cái đó là một cái điều mà bất cập, mà không có bảo vệ nhân viên y tế, mà bao nhiêu năm nay em thấy
Bộ Y tế không có giải quyết vấn đề đó, và hoặc là những cái dụng cụ mà dùng cho bệnh nhân đã bị HIV rồi thì người ta sẽ xử lý theo một cách khác. Mà đối với những cái bệnh nhân ngoại mà không có tầm soát HIV trước thì xử lý như bình thường luôn. Nó có nhiều cái bất cập như vậy. Vâng, cái vấn đề của các anh chị nêu đó, cái vấn đề của anh chị nêu thì đúng là nó hiện nay nó đang là một cái vấn đề mà mình thật sự mình chưa có tìm được một cái giải pháp nào tốt nhất. Vì sao? Vì cái ý kiến mà anh phát biểu là mình đang đứng về cái quyền lợi của nhân viên y tế. Nhưng mà những cái điều mà quy định rằng đó là khi chúng ta là thầy thuốc thì chúng ta phải chữa tất cả những cái bệnh nhân như nhau. À, và mình không có nên biết trước là cái người đó có nhiễm HIV hay không. Để mà mình có thể là mình lánh né hoặc là mình có những cái gì đó mà làm cho nó không có công bằng giữa cái bệnh nhân nhiễm HIV với những cái bệnh nhân khác, ví dụ như vậy. Nó có nhiều vấn đề, thành ra là ở đây là nó đang là một cái chuyện là một là mình đứng về quyền lợi của người nhiễm HIV hay là đứng về quyền lợi của nhân viên y tế, mình chưa tìm được một cái giải pháp để dung hòa của hai cái quyền lợi này. Đấy, như vậy đó nha. Rồi. À, chúng ta qua bài tiếp theo các anh chị nhé. À, chúng ta qua bài các virus viêm gan. À, bài này cũng khá thú vị và nó liên quan tới thực tế nhiều. Buổi chiều các anh chị có học không ạ? Dạ buổi chiều đi khám sức khỏe cô ơi. À vậy hả? Thôi thì cũng không đến nỗi căng thẳng ha. Vậy dạ. Thì các anh chị cho tôi xin thêm khoảng 30 đến 35 phút nữa nha, để tôi nói hết cái bài này. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, rồi. Tôi nói cho các anh chị về các cái virus viêm gan. Và mình nghe cái chữ các có nghĩa là không phải là một con đâu ha. À. Vậy thì mình có nhiều cái virus viêm gan. Thì tôi sẽ nói về đặc điểm vi sinh học, rồi cơ chế gây bệnh và miễn dịch khi chúng ta nhiễm các cái loại virus này và các cái phương pháp chẩn đoán. Thì chúng ta có tới 6 loại virus viêm gan nha. Nhưng mà các anh chị đừng, lúc này mình vừa đói bụng vừa mệt rồi nhìn lên 6 loại này cái mình thấy mình hoa mắt nha. Thật ra thì 6 loại này đó thì nó quan trọng ở cái loại virus viêm gan ABC thôi. Còn ba cái loại sau thì thực tế là trên lâm sàng chúng ta hiếm gặp và cũng khó có thể chẩn đoán ra đâu. Trừ những cái trường hợp ở những cái cơ sở rất là chuyên khoa, ví dụ như bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện nhiệt đới trung ương, những cái nơi mà chuyên khoa sâu hoặc có những cái kỹ thuật để chẩn đoán và những cái kinh nghiệm lâm sàng, chứ còn thì thực tế là nó hiếm và chúng ta cũng không có kinh nghiệm nhiều để phát hiện những cái mầm bệnh này. Chúng ta học để biết. Thứ nhất là virus viêm gan A, viết tắt là HAV. Đó là cái chữ viết tắt của hepatitis A virus, có nghĩa là virus viêm gan A. Như vậy là ABC, mình chỉ đổi cái ký tự ở giữa thôi ha. Thì virus này nó thuộc họ Bicornaviridae nha. Và như tôi đã nói với các anh chị là virus có hình cầu, các loại virus viêm gan có hình cầu. Và virus này nó thuộc cái nhóm virus có kích thước nhỏ trong số những cái virus gây bệnh. Virus này không có màng lọc và bộ gen là ARN sợi đơn. Và dựa vào trình tự sắp xếp các cái nucleotide trên bộ gen thì virus viêm gan A được chia ra làm 7 kiểu gen. Virus này vì nó không có màng bọc cho nên nó bền vững với những cái tác nhân lý hóa. Và đây là một cái mầm bệnh lây theo đường tiêu hóa. Và đặc biệt là khả năng lây nhiễm của nó rất là bền nha các anh chị. Ở điều kiện đông khô hoặc là ở nhiệt độ 25 độ C thì cái khả năng lây nhiễm nó kéo dài 1 tháng. Và trong cái điều kiện âm 20 độ C thì nó kéo dài hàng năm. Do đó những cái thực phẩm của mình mà bị nhiễm virus viêm gan A mà mình để đông lạnh nó vẫn duy trì được cái khả năng lây nhiễm nha các anh chị. Virus này bị tiêu diệt ở nhiệt độ trên 60 độ C và trong dung dịch clo. À, thế thì cái virus này đó mình đi tắm hồ bơi, mình gục lặn ở trong cái hồ bơi đó. À, mình có thể là mình bị uống nước ha, mà con mình đi tắm hồ bơi đó. Thì cái khả năng lây nhiễm virus viêm gan A từ hồ bơi thì nó rất là thấp. Bởi vì trong hồ bơi thì bao giờ chúng ta cũng người ta cũng cho vào cái dung dịch clo, và đây là cái mục đích đó các anh chị ha. Rồi, virus viêm gan A nó sẽ kích thích cơ thể chúng ta tạo ra một cái kháng thể duy nhất, đó là kháng thể anti-HAV. Bây giờ về khả năng gây bệnh thì virus này nó lây nhiễm bằng đường tiêu hóa. Thời gian ủ bệnh là từ 14 đến 50 ngày. Triệu chứng lâm sàng là những cái triệu chứng của một trường hợp viêm gan, nó không có riêng cho viêm gan A đâu, mà tất cả những cái trường hợp viêm gan nó đều có những cái triệu chứng này, đó là mệt mỏi,
chán ăn, sốt, vàng da, nước tiểu sậm màu, gan to và đau. Và nếu mình xét nghiệm máu thì mình thấy là men gan tăng, đó là cái dấu hiệu của cái sự hoại tử tế bào gan. Đây. Và bệnh nhân sẽ hồi phục sau 1 tới 2 tháng nếu như không có những cái biến chứng nghiêm trọng, và viêm gan A thì nó không đưa tới cái tình trạng viêm gan mạn tính và do đó nó không gây biến chứng sơ gan hoặc thư gan. Về mặt chẩn đoán thì một cái người nhiễm virus viêm gan A thì về mặt lý thuyết là virus nó có mặt thứ nhất là trong gan, cái thứ hai là trong máu và cái thứ ba là trong phân. Nhưng mà trong gan đó thì đối với tất cả các loại virus viêm gan A mà chúng ta nói đó thì về mặt lý thuyết là nó đều tăng sinh trong tế bào gan hết, nhưng vì nó cũng hiện diện trong máu nữa cho nên những cái xét nghiệm của chúng ta là chúng ta lấy máu xét nghiệm chứ không cần thiết phải sinh thiết gan nha các anh chị ha. Và đối với virus viêm gan A thì virus ngoài hiện diện trong máu thì nó còn hiện diện ở trong phân trong một cái khoảng thời gian nhất định, đó là 2 tuần trước và sau khi vàng da. Do đó chúng ta có thể tìm thấy được virus trong phân trong cái giai đoạn này. Và cái kỹ thuật tìm virus trong phân là chúng ta dùng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ hoặc là nuôi cấy tế bào. Nhưng mà để chẩn đoán thì mình chỉ dùng cái nuôi cấy tế bào thôi ha. Xin lỗi, cái miễn dịch phóng xạ. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể tìm virus bằng cái kỹ thuật PCR. Và với PCR thì mình có thể tìm virus được trong phân và trong máu. Nhưng mà nếu tìm virus trong phân bằng kỹ thuật gì đi nữa thì các anh chị nhớ là mình sẽ lấy đúng cái giai đoạn mà virus nó có trong phân thì mình xét nghiệm nó mới ra ha. Biện pháp xét nghiệm thứ ba là mình tìm kháng thể trong máu bệnh nhân, đó là kháng thể anti-HAV. Về mặt phòng bệnh và điều trị thì đây là một cái mầm bệnh lây theo đường tiêu hóa, do đó biện pháp phòng bệnh không đặc hiệu chính là vệ sinh ăn uống, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, ăn chín uống chín, xử lý phân rác đúng cách, sử dụng nước sạch. Đó. Rồi, chúng ta có thể dùng kháng thể anti-HAV trong những cái trường hợp cần thiết và chúng ta có cả vaccine để phòng bệnh. Về điều trị thì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do đó trong cái giai đoạn viêm gan cấp thì chúng ta chỉ điều trị triệu chứng. Rồi, đó là viêm gan A. Bây giờ viêm gan B, HBV, thì virus này nó thuộc họ Hepatitis B và nó thuộc một cái họ khác. Các cái virus viêm gan nó chỉ có cái điểm chung là nó tấn công tế bào gan thôi, còn gốc gác lai lịch của nó, hộ khẩu của nó sẽ khác nhau các anh chị ha. Thì virus này nó lớn gần gấp đôi cái virus viêm gan A nha. Và bộ gen của nó là một mạch đôi ADN dạng vòng không khép kín. Vậy thì mạch đôi mà dạng vòng không khép kín, dạng vòng không khép kín thì các anh chị để dễ hình dung là các anh chị hình dung cái khoanh nhang mũi đó. Các anh chị đều biết cái khoanh nhang mũi của mình đúng không ạ? Có anh chị nào không biết không ạ? Dạ đúng. Đúng rồi, cái đó là cái dạng vòng không khép kín, nó là vậy đó. Và virus này nó cũng không có màng bọc giống như là HAV. Bây giờ chúng ta lưu ý nè, trong máu của một cái người nhiễm HBV nó sẽ tồn tại hai cái dạng sau đây. Cái dạng thứ nhất là cái hình cầu này nè, ngay cái mũi tên đó. Đây là cái con virus hoàn chỉnh, cái con virus viêm gan B. Và người ta còn gọi nó bằng một cái tên là hạt đen, là do lần đầu tiên đó cái ông đen ứng dụng kính hiển vi điện tử quan sát được. Rồi. Ngoài ra thì trong máu còn có một cái hai cái dạng nữa, đó là cái dạng hình cầu nhỏ và cái dạng hình sợi. Thì cái này nó không phải là con virus, nó không có khả năng lây nhiễm, nó là một cái thành phần của virus thôi, đó là cái kháng nguyên HBsAg của virus. Do đó để chẩn đoán một cái người nhiễm HBV thì chúng ta hoặc là chúng ta làm PCR để xác định virus trong máu, hoặc là cái cách thứ hai đơn giản rẻ tiền cho kết quả nhanh hơn là chúng ta tìm HBsAg trong máu bệnh nhân. Và đây là cái xét nghiệm phổ biến hiện nay để chúng ta tầm soát nhiễm HBV ha. Rồi, bây giờ bộ gen của virus thì các anh chị thấy là HBV nó có những cái gen sau này. Thứ nhất là cái gen S và tiền S. Đây là cái gen màu xanh bên này ha. Cái gen này nó chịu trách nhiệm tổng hợp những cái protein vỏ của virus, tức là cái capsid đó. Cái gen C là cái gen màu tím mà này. Các anh chị thấy là nó dạng vòng không khép kín mà nó giống như là cái khoanh nhang mũi như nãy tôi nói đó. Thì cái gen C nó chịu trách nhiệm cho cái việc tổng hợp kháng nguyên HBCAG và HBEAG. Gen P là cái vòng gen nó có cái độ dài lớn nhất trong cái bộ gen, cái vòng màu vàng bên trong. Thì cái gen này nó chịu trách nhiệm tổng hợp cái men cấu trúc quan trọng của virus, đó là DNA polymerase. Và trên cái gen này nó chứa hầu hết những cái đột biến kháng thuốc
của virus viêm gan B. Đặc biệt những cái kháng, cái đột biến kháng lamivudin là nó nằm trên cái gen này hết. Do đó để phát hiện đột biến kháng thuốc thì người ta sẽ làm PCR hoặc giải trình tự cái đoạn gen B này. Ra đoạn gen thứ tư là gen X, là cái gen màu cam này, một cái đoạn ngắn này, nó chịu mặt, chịu trách nhiệm cho việc tổng hợp những cái protein hoặc hóa chéo. Đây, đó là cái bộ gen. Và dựa vào trình tự sắp xếp các cái nucleotide trên cái bộ gen này thì người ta chia virus viêm gan B hiện nay ra thành 10 kiểu gen, gọi là genotype. Nó đặt tên từ A tới G. Và sự phân bố các kiểu gen này nó khác nhau theo từng vùng địa lý trên thế giới. Thì cái khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam, thì hai cái kiểu gen lưu hành phổ biến chiếm hơn 90% số người nhiễm HPV, đó là kiểu gen B và C. Bây giờ kháng nguyên, chỗ này các anh chị chú ý một chút ha, tập trung một chút, dù là mình cũng đã đói bụng rồi. Cái này nó liên quan tới các anh chị phân tích cái kết quả xét nghiệm. Mình cho xét nghiệm xong rồi về, người ta mang kết quả về thì mình phải hiểu là nó có ý nghĩa gì, và từ đó cho biết là bệnh nhân đang ở trong một cái tình trạng nào. Anh chị chú ý chỗ này giúp tôi. Bây giờ kháng nguyên, thì khi một cái người nhiễm HPV thì họ sẽ có cái kháng nguyên thứ nhất là HBsAg. Thì tương ứng với kháng nguyên này, cơ thể mình sẽ sinh ra cái kháng thể là anti HBs. Kháng nguyên thứ hai là HBcAg, thì tương ứng là chúng ta có cái kháng thể anti HBc. Và kháng nguyên thứ ba là HBeAg, thì tương ứng là cái kháng thể anti HBe. Thì kháng thể thì đương nhiên nó có mặt trong máu rồi ha. Nhưng mà cái kháng nguyên đó, ba cái kháng nguyên này thì các anh chị lưu ý giùm tôi. Cái kháng nguyên HBsAg còn gọi là kháng nguyên bề mặt, và kháng nguyên HBeAg thì nó có mặt trong máu, mình xét nghiệm máu mình thấy được nó. Nhưng cái kháng nguyên HBcAg thì nó chỉ nằm bên trong tế bào gan thôi, nó không được giải phóng ra trong máu, nên mình xét nghiệm máu mình sẽ không thấy được cái kháng nguyên này. À, chỗ này các anh chị phải hiểu. Để thôi mình thắc mắc sao mình xét nghiệm máu mình không thấy kháng nguyên nhưng lại thấy kháng thể anti-HBC. À. Như vậy, bây giờ trình tự xuất hiện của các cái kháng nguyên và kháng thể này trong máu như thế nào? Thì một cái người nhiễm HPV thì đầu tiên, cái kháng nguyên đầu tiên mà mình tìm thấy trong máu là HBsAg, cái đường màu xanh này ha các anh chị. À. Cái biểu đồ này có trong giáo trình của các anh chị đó, chỉ có điều là nó không có màu thôi. Rồi cái thứ hai xuất hiện là HBeAg. Rồi đương nhiên là HBc nó cũng xuất hiện đâu tầm trong cái giai đoạn này đấy, nhưng mà mình nó lại ở trong tế bào gan cho nên mình xét nghiệm máu nó mình không thấy nó. Và cái thứ ba là anti HBc, rõ ràng thì phải có HBcAg rồi thì cơ thể mình mới sinh ra anti HBc, đúng không ạ? Và cái thứ tư là anti HBe, và cái anh anti HBs là cái anh cuối cùng, mặc dù là cái kháng nguyên này nó xuất hiện sớm ở trong máu nhưng kháng thể của nó thì lại xuất hiện muộn nhất. À. Và ở đây thì các anh chị thấy là khi chúng ta chẩn đoán một cái người nhiễm HBV thì chúng ta hay dựa vào cái kháng nguyên HBsAg, và chúng ta sẽ dựa vào cái kháng thể luôn. Thường các anh chị đi chích ngừa là người ta cho mình xét nghiệm một cặp HBsAg và anti HBs. Thế thì sẽ có một cái giai đoạn mà mình xét nghiệm hàng này nó âm tính hết, là bởi vì kháng nguyên nó biến mất mà kháng thể nó chưa kịp hình thành. À. Thì như vậy thì khi về mặt nguyên tắc là khi mình xét nghiệm một cái mầm bệnh mà kháng nguyên âm tính, kháng thể âm tính thì coi như là chưa nhiễm, đúng không? Nhưng mà trên cái biểu đồ này chúng ta thấy là đây là cái trường hợp ở vào cái giai đoạn mà kháng nguyên biến mất mà kháng thể chưa xuất hiện. Thì ở đây, ở cái giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn cửa sổ. Nhưng ở giai đoạn này thì cái người này cũng có một cái kháng thể anti HBe, và cái kháng thể thứ hai là anti HBc. Đó. Như vậy thì để mình phân biệt một cái người ở giai đoạn có nhiễm HBV nhưng ở giai đoạn cửa sổ, và một cái người thực sự không nhiễm để mình cho tiêm ngừa đó, là mình sẽ xét nghiệm thêm hoặc là anti HBe hoặc là anti HBc. Thế thì hai, một trong hai thằng này nó âm tính và mình cho xét nghiệm nó âm tính thì chứng tỏ người này thật sự là không nhiễm và có thể tiêm ngừa được. Và thông thường trong thực tế thì người ta sẽ cho xét nghiệm anti HBc bởi vì cái kháng thể này nó có nồng độ cao trong máu, dễ phát hiện hơn là cái anti HBe. Các anh chị nhớ ha. Rồi. Bây giờ như từ cái chỗ đó thì chúng ta thử làm một số cái bài tập nha các anh chị, để mình kiểm tra ha, để mình áp dụng những cái tôi vừa nói đó. Bây giờ một cái người nào đó mà mình cho xét nghiệm HBsAg
mà nó dương tính thì mình kết luận sao các anh chị? Nhiễm HIV vậy? Đúng rồi, kết luận là nhiễm HPV. Rồi mình kết luận về rồi mình làm gì nữa các anh chị? Xét nghiệm kháng thể. Xét nghiệm kháng thể. Điều trị có. Thì mình nếu mình là bác sĩ chuyên khoa thì mình sẽ cho làm tiếp một số những xét nghiệm nữa, ví dụ HBeAg coi là virus nó có tăng sinh không, rồi làm PCR để định lượng virus trong máu, rồi vân vân ha, xét nghiệm kháng thể để coi là. Và thường là khi kháng nguyên dương tính thì kháng thể nam tính anh chị ơi, mình không cần xét nghiệm kháng thể đâu. Nhưng mà nếu mình không phải là bác sĩ chuyên khoa thì mình phải giới thiệu bệnh nhân này đến bác sĩ chuyên khoa để theo dõi và điều trị nếu cần thiết. Đó. Rồi bây giờ nếu mình đi chích ngừa nè, người ta thường các anh chị ra trung tâm y tế dự phòng chích ngừa viêm gan B thì người ta sẽ cho các anh chị làm một cặp HBs AG và anti HBs. Và khi mà kháng nguyên thì dương tính mà kháng thể âm tính thì mình kết luận là gì ạ? À? Nhiễm viêm gan B. Nhiễm HBV cô. Mà chưa có kháng thể, đúng không? Nhiễm mà chưa có kháng thể vậy có cần tiêm ngừa không các anh chị? Có tiêm ngừa không? Không, không tiêm được rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiễm rồi thì còn tiêm gì nữa, đúng không? Rồi. Và đương nhiên nhiễm rồi thì là phải theo dõi và cần thiết là phải điều trị ha. Rồi. Bây giờ tình huống thứ hai là kháng nguyên thì âm tính mà kháng thể là dương tính. À, vậy thì mình kết luận sao các anh chị? Bệnh nhân đã có kháng thể. Bệnh nhân đã có kháng thể. Và kháng thể này thế thì mình không biết là do nhiễm tự nhiên hay là do tiêm ngừa, đúng không các anh chị? Đúng không ạ? Dạ đúng. Rồi bây giờ nè, do không biết nên giờ tôi muốn phân biệt thì tôi sẽ làm thêm một cái là anti HBC. Và anti HBC trong trường hợp này là âm tính thì tôi kết luận như thế nào ạ? Mắc HBV có kháng thể. Nhiễm cho tiêm ngừa. Ủa, để do tiêm ngừa. Nhiễm này là do gì ạ? Có miễn dịch là do gì? Do tiêm ngừa. À, miễn dịch này là do tiêm ngừa. Lý do là cái vaccine ngừa viêm gan B là nó chỉ chứa một cái kháng nguyên HBs AG thôi, nó không có HBe AG và không có HBc AG. Do đó một cái người mà có miễn dịch với viêm gan B do tiêm ngừa là không có anti HBc và không có anti HBe trong máu nha. Đó. Và nếu mà anti HBc dương tính thì chứng tỏ là cái người này có miễn dịch là do nhiễm tự nhiên. Đó, anh chị thấy không? Nó có ý nghĩa rõ ràng hết. Và mình phải hiểu để khi người ta mang cái kết quả xét nghiệm về thì mình thấy là như vậy đủ kết luận chưa, và nếu chưa đủ thì mình cần phải làm thêm cái gì. Đó. Rồi bây giờ trường hợp này, cái anh mà HBs AG anti HBs âm tính mà cái anh anti HBC nó lại dương tính thì mình kết luận là gì các anh chị? Là virus đang phát triển. Ủa? Đúng rồi. Như vậy thì có tiêm vaccine không các anh chị? Dạ không. Không. Và để xác định chính xác là có cần tiêm vaccine hay không đó thì mình phải làm cái anti HBC. À, khi anti HBC nó âm tính nữa thì chắc chắn người này không nhiễm. Nhưng mà tôi hỏi các anh chị nè, trong thực tế y học dự phòng có cho các anh chị làm thêm cái anti HBC không? Không. 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 Ừ. Vậy thì tại sao? Đấy. À, tôi luôn luôn nói các anh chị là từ cái lý thuyết đi đến thực hành, nó không phải là đi bằng một cái con đường thẳng băng đâu, mà nó phải có những cái xích xắc và chúng ta phải có kiến thức vững để chúng ta lý giải và chúng ta biết được là mình làm như vậy là đúng hay sai. Thì trong thực tế y học dự phòng không có bắt mình làm thêm cái anti HBC, bởi vì mình mặc dù là mình biết phải làm thêm cái này thì mới biết chắc chắn được là mình có nhiễm hay không. Thì y học dự phòng người ta lý luận như thế này và cái đó là đúng thôi, không phải là mình áp dụng không đâu, thế giới người ta cũng làm như vậy. Đó là cái tỷ lệ người mà mình xét nghiệm mà nó rơi đúng vào cái giai đoạn cửa sổ thì thật sự cái tỷ lệ này rất thấp, nó rất thấp. Và nếu như một cái người mà có cái anti HBC rồi mà mình tiêm ngừa nữa vào thì nó có làm sao không các anh chị? Nó có bị làm sao không? Nó chỉ phí cái liều vaccine đó thôi chứ nó không có hại gì cho cái người đó hết, đúng không ạ? À? Đúng rồi. Đó. Cho nên người ta thấy rằng là nếu bây giờ đó là có 100 người mà chỉ có khả năng là có 2 người rơi vào cái giai đoạn cửa sổ thôi, như vậy thì để xác định là các anh chị phải cho làm 100 cái xét nghiệm anti HBC
đúng không? Bù lại là nếu mà mình cho tiêm ngừa luôn đó, mình nếu mà mình không có làm thêm cái anti HPC thì là mình chỉ tiêm nhầm cho có hai người là anti HPC dương tính thôi, thì người ta tính cái tỷ lệ là mình tiêm nó phí cho một cái tỷ lệ người rất ít, với lại mình phải làm xét nghiệm anti HPC cho một cái số lượng người rất nhiều, thì người ta thấy rằng là thà là tiêm nó phí cho một cái số người rất ít thì cái chi phí nó rất thấp so với mình phải xét nghiệm cho một cái lượng người rất nhiều anti HPC để mình phát hiện ra một cái lượng người rất ít có anti HPC dương tính. Đấy, các anh chị thấy không? À, khi mình áp dụng cho cộng đồng thì mình phải tính cái thiệt hơn nữa. Đó. Rồi. Và khi mình xác định một cái ca nào đó mà không có nhiễm thì cái điều tiếp theo nhiệm vụ của nhân viên y tế là phải khuyến cáo cho người ta đi tiêm ngừa, đúng không các anh chị? Rồi. À, trong cái chẩn đoán đó thì các anh chị thấy hồi nãy giờ thì mình nói liên quan tới những cái kháng nguyên HBS AG và anti HBS và anti HBC. Còn cái HBE AG đó thì nó liên quan tới để mình tiên lượng cái tình trạng của virus là nó đang tăng sinh mạnh hay là nó tăng sinh ít. À, tuy nhiên thì cái kháng nguyên này nó lại có trường hợp nó bị đột biến. À, tức là virus nó đang tăng sinh rất mạnh nhưng cái kháng nguyên này nó lại âm tính. Cho nên là HBE AG đó là nó giúp cho chúng ta tiên lượng bệnh nhiều hơn là chẩn đoán bệnh. Rồi. Như vậy thì cái phần sơ đồ này các anh chị phải học thật kỹ nha. Và những cái tình huống này là những cái bài tập nhỏ nhỏ để chúng ta kiểm tra lại xem mình đã thật sự hiểu bài hay chưa. Rồi. Bây giờ virus này đó thì nó bị tiêu diệt ở 100 độ C và cái cực tím. Và vì nó không có envelope cho nên nó đề kháng với y te và cồn. À. Về mặt khả năng gây bệnh thì virus này nó lây y hệt như HIV vậy các anh chị ha. Và nó đặc điểm của virus là nó tăng sinh trong tế bào gan nhưng mà virus lưu hành trong máu. Cho nên tất cả những cái xét nghiệm chẩn đoán là mình chỉ lấy máu thôi, mình không có sinh thiết tế bào gan. Thời gian ủ bệnh là 50 cho tới 180 ngày và trung bình là từ 2 tháng tới 3 tháng. À, người ta nói rằng là nhiễm viêm gan B ở trẻ sơ sinh thì nó sẽ nguy hiểm hơn là nhiễm ở người trưởng thành. Thế thì tại sao người ta lại nói như vậy? Thì các anh chị nhìn lên cái sơ đồ này. Ở trẻ sơ sinh mà nhiễm viêm gan B từ mẹ đó thì chỉ có 10% là hồi phục hoàn toàn được các anh chị. Và có tới 90% những cái đứa bé này sẽ thành viêm gan mạn tính. Và trong số những cái đứa bé bị viêm gan mạn tính ở thời niên thiếu này thì có tới 20% là khi nó trưởng thành 20-30 tuổi là nó sẽ chết vì xơ gan, ung thư gan. Trong khi cái tỷ lệ này ở người trưởng thành thì có tới 90% là hồi phục hoàn toàn và chỉ có 10% là phát triển thành viêm gan mạn. Và khi đã viêm gan mạn thì người lớn hay trẻ em gì cái tỷ lệ biến chứng xơ gan, ung thư gan nó cũng giống nhau. Vậy sự khác nhau là ở chỗ ở trẻ em thì 20% biến chứng này là 20% của 90% số trẻ bị nhiễm, còn ở người lớn thì 20% này là 20% của 10% số người bị nhiễm, nó khác nhau rất nhiều các anh chị. Và virus thì nó phá hủy tế bào gan và tới một lúc nào đó khi số lượng tế bào gan bình thường nó không còn đáp ứng được, nó không còn nhờ hoàn thành được cái nhiệm vụ của một cái lá gan đối với cơ thể thì đó lúc đó nó xuất hiện những cái triệu chứng suy chức năng gan. Ngoài ra thì sự hoại tử các tế bào gan lâu ngày nó dẫn tới tình trạng xơ hóa, nó tạo nên cái mô xơ. Và chúng ta biết là gan của chúng ta là một cái cơ quan chứa máu, máu nó đi qua cái hệ thống tĩnh mạch cửa rất là nhiều. Và gan nó có tính đàn hồi rất là cao do nó chứa máu và bây giờ nó bị xơ hóa thì nó sẽ làm tăng áp lực bên trong các cái hệ thống dẫn máu này, chúng ta gọi là hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa. Đó, như vậy. Về mặt dịch tễ học thì cái người ta chia cái mức độ nhiễm HPV trong cộng đồng làm ba cái mức, đó là từ 8% trở lên thì gọi là cao, 2-8% là trung bình và dưới 2% là thấp. Và cái tỷ lệ cái mức độ cao được tô màu đỏ thì các anh chị nhìn lên cái bản đồ thế giới thì Việt Nam là nằm trong cái vùng có tô màu đỏ thì các anh chị ha. Và những cái nghiên cứu gần đây thì là tỷ lệ nhiễm ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long của mình là khoảng 10% đấy. Về mặt chẩn đoán thì chúng ta sử dụng những cái mặt cơ huyết thanh học ha, kháng nguyên HBS AG, anti HBS, anti HBC là như hồi nãy tôi vừa cùng các anh chị làm những cái bài tập nhỏ nhỏ đó. Và HBE AG là để mình
theo dõi cái tình trạng bệnh. Rồi, một cái kỹ thuật chẩn đoán hiện nay được sử dụng rất rộng rãi đó là mình làm PCR, và đặc biệt là real-time PCR, để mình định lượng luôn cái mật độ virus ở trong máu. Điều này nó rất quan trọng cho cái theo dõi điều trị, để bác sĩ quyết định khi nào cần phải điều trị. Và khi điều trị rồi thì mình dùng cái chỉ số này để mình theo dõi cái đáp ứng với điều trị. Cái bản này thì nó thể hiện những cái tình huống khi chúng ta xét nghiệm các cái mặt cơ miễn dịch thì nãy mình đã làm trong các cái tình huống rồi các anh chị ha. Về phòng bệnh thì may mắn là cái bệnh này chúng ta đã có vaccine phòng bệnh. Và nó lây theo đường máu thì chúng ta thực hiện những cái biện pháp phòng bệnh với một cái mầm bệnh lây theo đường máu. Và chúng ta cũng có nguy cơ, chúng ta có nguy cơ cao trong nhiễm HIV thì chúng nhân viên y tế chúng ta cũng có nguy cơ cao nhiễm HPV. Điều trị thì hiện nay chúng ta điều trị viêm gan B bằng thuốc kháng virus. Nhưng mà cái điều trị nó chỉ dừng lại ở chỗ là làm chậm sự tăng sinh của virus thôi, kéo dài cái thời gian viêm gan mạn ổn định, chứ còn không có diệt hết được virus các anh chị ha. Chúng ta qua cái loại thứ ba là viêm gan C, HCV. Thì virus này nó thuộc một cái nhóm là Flaviviridae. Virus này nó có kích thước gấp đôi virus viêm gan A, bộ gen của nó là ARN sợi đơn, và virus này có màng mỏng, tức là nó khác với hai con virus đầu tiên ha. Người ta chia viêm gan C ra làm 6 genotype và 90 thứ tiếp, trong đó genotype phổ biến là genotype thứ nhất, thứ hai và thứ sáu. Virus này mình chưa có cấy được ha, và vì nó có envelope cho nên nó sẽ dễ bị tiêu diệt với ether, chloroform, các cái dung môi hữu cơ, chất tẩy rửa và nhiệt độ 80 độ C. Và đơn giản hơn virus viêm gan B rất nhiều, virus này nó chỉ có một tiết kháng nguyên thôi là HCVAG, và do đó thì nó chỉ có một kháng thể thôi là anti-HCV. Về mặt khả năng gây bệnh thì virus này nó có cái khả năng gây bệnh tương tự như HPV và HIV các anh chị ha, đường lây của nó giống hệt nhau, qua đường máu, quan hệ tình dục và mẹ truyền sang con. Virus này nó cũng tăng sinh bên trong tế bào gan và lưu hành trong máu, và nó cũng thời gian ủ bệnh của nó thì ngắn hơn virus viêm gan B, và nó cũng gây nên một cái tình trạng viêm gan mạn tính và dẫn tới biến chứng xơ gan và ung thư gan. Bây giờ đối với nhiễm virus viêm gan C thì nó không khác nhau giữa trẻ em và người lớn, nhưng người ta nói rằng là nhiễm HCV thì nó nguy hiểm hơn nhiễm HPV. Vậy nó nguy hiểm ở chỗ nào thì các anh chị nhìn lên cái biểu đồ này, là khi mà nhiễm HCV thì cái tỷ lệ tự khỏi nó chỉ là 25% thôi, người lớn hay trẻ em thì cũng vậy. Và có tới 75% là chuyển thành mạn tính, viêm gan mạn. Trong khi tỷ lệ này ở người lớn, ở viêm gan B là nó chỉ có 10% thôi các anh chị ha. Xin lỗi, đúng rồi, chuyển thành viêm gan mạn là 10%. Và trong 10% này đó, trong 75% này thì sẽ có 20% là biến chứng là xơ gan và ung thư gan. Vậy người ta nói là viêm gan C nó nguy hiểm hơn viêm gan B, vì 20% biến chứng này là 20% của tới 75% những cái người nhiễm HCV. Trong khi đối với viêm gan B thì tỷ lệ này là 20% của 10% số người bị nhiễm mà thôi. Đó, như vậy nha các anh chị. Về dịch tễ học thì chúng ta không nằm trong vùng dịch tễ của viêm gan C, tức là cái vùng màu xám và màu tím thì chúng ta không nằm trong cái vùng đó. Thì chẩn đoán thì đối với chẩn đoán nhiễm HCV chúng ta có hai cách thôi. Một là xét nghiệm cái huyết thanh học, một cái người nào đó mà anti-HCV dương tính thì mình biết là cái người này đã từng nhiễm, đã nhiễm. Và khi mình xét nghiệm cái huyết kháng thể mà dương tính đó, hồi nãy là HPV đó, là mình còn phân vân là không biết là do nhiễm tự nhiên hay do vaccine. Nhưng còn ở đây á, là cái mầm bệnh này mình chưa có vaccine cho nên mình chắc chắn là do nhiễm tự nhiên, cái người này đã nhiễm rồi cho nên mới có anti-HCV. Đó, như vậy đó hai anh chị. Và cái cách chẩn đoán thứ hai là mình làm PCR để xác định virus trong máu và định lượng luôn virus để theo dõi điều trị và theo dõi đáp ứng với điều trị. Bệnh này chưa có vaccine phòng bệnh nè. Và điều trị thì may mắn là chúng ta có thuốc, chúng ta kết hợp giữa cái thuốc kháng virus và interferon thì có khoảng 50% trường hợp thì chúng ta có điều trị khỏi bệnh hoàn toàn. Tuy nhiên thì trong điều trị viêm gan C nó có những cái vấn đề, ví dụ như là nó tốn kém nè. Interferon nó đắt tiền lắm, và khi điều trị interferon thì nó có những cái tác dụng phụ. Mà khi bắt đầu điều trị thì chúng ta phải nói chuyện với bệnh nhân. Thứ nhất là phải chuẩn bị về mặt tài chính.
Và trong điều trị virus viêm gan B hay C gì đó thì cái tốn kém nó nằm ở cái thuốc điều trị và nó nằm ở cái chỗ chi phí xét nghiệm, bởi vì chúng ta phải xét nghiệm rất nhiều lần trong quá trình điều trị, mà đây là xét nghiệm PCR cho nên nó rất là tốn kém. Và interferon thì nó lại có những cái tác dụng phụ rất là nghiêm trọng, trong đó là cái tác dụng phụ trầm cảm. Có những trường hợp bệnh nhân trầm cảm nặng đến mức là có ý định tự tử, cho nên chúng ta phải nói chuyện với bệnh nhân tất cả những cái vấn đề bệnh nhân có khả năng phải đương đầu trong cái quá trình điều trị, để bệnh nhân phải lường hết được những cái đó và xác định cái tinh thần để mình đối mặt trước khi bước vào cái quá trình điều trị. Rồi, chúng ta qua cái loại thứ tư là virus viêm gan D. Thì đây là một cái loại virus khiếm khuyết, nó cũng có dạng hình cầu và kích thước nó gần tương đương với virus viêm gan B ha. Bộ gen của nó là ARN sợi đơn, nó có cấu trúc và protein cấu trúc là HDAG. Và cái tại sao gọi đây là virus khiếm khuyết là bởi vì nó không có capsid, nó chỉ có cái lõi acid nucleic thôi. Và để được gọi là virus thì nó phải mượn cái capsid của ai đó, thế thì nó mượn cái HBsAg từ cái con HBV để làm cái capsid cho nó, để nó được gọi là virus. Và như vậy thì các anh chị thấy là nó muốn mượn cái HBsAg từ cái con HBV thì nó phải nhiễm trên một cái cơ thể đang nhiễm HBV. Như vậy cái virus này nó bắt buộc phải đồng nhiễm với HBV. Đây các anh chị thấy cái nucleotide của nó ha. Và cái capsid thì nó mượn từ cái con HBV. Virus này chưa nuôi cấy được. Và vì nó không có envelope cho nên nó tương đối bền vững với những cái yếu tố bên ngoài. Virus này nó sẽ nhiễm trên cơ địa bị nhiễm HBV. Triệu chứng lâm sàng thì tương tự như nhiễm HBV, tức là cũng viêm gan, rồi thì mãn tính và biến chứng xơ gan, ung thư gan, như người ta nói là nó nặng hơn nữa. Thì người ta giải thích rằng là do đồng nhiễm hai virus cùng một lúc. Kháng thể anti-HDV thì chưa được hiểu rõ. Tác nhân này nó lây truyền qua đường máu và người ta thấy rằng có 5% người nhiễm HBV thì có HDV dương tính, nhưng không có sự tỷ lệ thuận giữa nhiễm HBV và HDV. Điều đó có nghĩa là gì nè các anh chị? Một cái người mà đã nhiễm HDV thì chắc chắn là HBV dương tính, nhưng một cái người mà nhiễm HBV thì chưa chắc đã nhiễm HDV. Đó, nó cái chiều thuận nghịch nó như vậy đó các anh chị. Về mặt chẩn đoán thì về mặt huyết thanh học thì mình sẽ tìm kháng nguyên rồi kháng thể. Nó có một kháng nguyên và một kháng thể thôi. Và mình có cái HBsAg dương tính, tức là một cái người nhiễm HBV thì mình có điều kiện thì mình tầm soát thêm có đồng nhiễm HDV hay không. Đó, nó có ý nghĩa như vậy. Và cái xét nghiệm chính xác nhất là mình sẽ làm PCR để tìm virus trong máu. Rồi, tác nhân này thì chưa có vaccine để phòng bệnh mà cũng chưa có thuốc để điều trị ha. Rồi chúng ta qua cái tác nhân thứ 5 là virus viêm gan E. Thì virus này nó thuộc alpha viridae. Virus này nó có kích thước là cũng gần tương tự với virus viêm gan D và nó có vỏ bọc. Bộ gen của nó là ARN sợi đơn cực dương và người ta có thể cấy được virus này trên các cái loại tế bào như là tế bào gan nguyên phát và tế bào thận khỉ. Về virus này thì các anh chị nhớ là E với A nó gần giống nhau. Triệu chứng lâm sàng của viêm gan E nó giống với viêm gan A. Tuy nhiên nó gây tử vong cao ở phụ nữ có thai. Nó cũng không có diễn tiến mạn tính và cũng hay biến chứng xơ gan và ung thư gan. Lây nhiễm thì nó cũng giống với viêm gan A, nó lây theo đường tiêu hóa. Và nếu mà nó nhiễm vào cái nguồn nước thì nó có thể là gây nên những cái trận dịch ở địa phương. Và tác nhân này mình gặp ở châu Á và châu Úc. Thì chẩn đoán thì nó cũng giống với viêm gan A là mình chỉ tìm kháng thể anti-HEV trong máu hoặc là mình làm PCR để tìm virus trong máu. Virus này chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị. Rồi cái gì mà anh ta chưa có nghiên cứu ra thì mình khỏi phải học bài nha các anh chị ha. Rồi cái loại cuối cùng là virus viêm gan G. Thì đây là cái loại virus được phát hiện cuối cùng trong số 6 cái loại virus viêm gan vào năm 1995. Nó thuộc họ Flaviviridae. Virus này nó có cái dạng hình cầu và nó có màng bọc. Bộ gen của nó là ARN sợi đơn cực dương. Và cái điều lý thú ở con virus này là nó vừa lây qua đường tiêu hóa mà nó vừa lây qua đường quan hệ tình dục. Vai trò gây bệnh cũng như là vaccine phòng bệnh rồi thì thuốc điều trị là chúng ta đều chưa có. Mà cái gì người ta nghiên cứu người ta chưa có biết nữa thì mình khỏi phải không có nhiều cái để học bài nha các anh chị ha. Thế thì virus viêm gan G đó chúng ta chỉ nhớ những cái này thôi. Rồi.
Như vậy là tôi đã nói với các anh chị về 6 loại virus viêm gan. Mấy giờ rồi nhỉ? 16 phút. Tôi xin một vài phút để tôi nói thêm với các anh chị. Thế thì bây giờ đó, các anh chị sẽ bị một cái tình trạng như thế này. Đó là khi mình học từng tác nhân gây bệnh thì mình hiểu rõ lắm, nhưng mà sau khi mình học nhiều con thì bắt đầu nó có tình trạng nó lẫn lộn, con này nó lộn vào con kia, đúng không? Vậy thì bây giờ đó, ví dụ như hôm nay là tôi đã nói với các anh chị tổng cộng là 7 loại virus, bao gồm là 6 loại virus viêm gan và một loại là HIV. Vậy bây giờ là các anh chị học bài xong, các anh chị sẽ thấy nó lộn, con này nó nhầm vào con kia. Thế thì một cái cách để các anh chị có thể mình bớt cái nhầm lẫn thì đặc biệt là thi thi cử đó, thì các anh chị sau khi mình học bài xong mình làm một cái bản tổng hợp. Các anh chị lấy cái tờ giấy A4, các anh chị quay ngang ha, các anh chị kẻ cái bản. Cái cột đầu tiên là tên các loại virus, xong rồi sau đó mình chia nhiều cái cột nhỏ, mỗi cột là một cái đặc tính quan trọng của virus. Ví dụ như là đầu tiên về cấu trúc thì là cái nhân của nó là ARN hay là ADN. Rồi tiếp theo là nó có envelope hay không. Rồi tiếp theo là nó có những cái kháng nguyên gì quan trọng, đặc biệt là HIV đã có những cái kháng nguyên quan trọng đó. Rồi những cái kháng thể gì quan trọng nha. Thì ví dụ như HBV đó này, nó có nhiều cái quan trọng nên mình liệt kê vô đó để mình học, mình nhớ. Rồi đó là về cấu trúc. Rồi bây giờ về khả năng gây bệnh thì nó lây theo đường nào, nó gây bệnh ở đâu. Đối với viêm gan thì con nào nó gây viêm gan mạn, gây biến chứng sơ gan và ung thư gan, con nào nó không gây biến chứng. Rồi về chẩn đoán thì mình chẩn đoán bằng phương pháp nào, dựa vào kháng nguyên gì, kháng thể gì, có làm PCR được hay không. Rồi về mặt phòng bệnh thì là có vaccine hay chưa. Rồi điều trị thì có thuốc điều trị hay chưa. Về đặc tính thì mình thêm cái đặc tính là có nuôi cấy được hay chưa đó. Thì các anh chị kẻ một cái bản như vậy ngắn gọn thôi, và mình nhìn vào đó mình học thì nó sẽ dễ. Và khi các anh chị học nhiều loại virus thì các anh chị cũng tập hợp nó vào một cái bản như thế để mình nhớ. Và với các anh chị là bác sĩ đa khoa, là bác sĩ y học cổ truyền, vậy thì đây là những cái kiến thức nền tảng, cho nên các anh chị cần nhớ những cái chính đó là được rồi, không cần nhớ chi li là cái con virus này đường kính nó bao nhiêu, rồi thì nó có bao nhiêu cái capsule rồi cái đó không cần nhớ. Bản thân tôi trong lĩnh vực vi sinh học là tôi cũng không cần nhớ những cái đó. Những cái nào mà nó không có quan trọng thì mình cần nhớ thì mình dở tài liệu ra mình đọc thôi ha. Đương nhiên là khi thi thì không có dở tài liệu được. Và khi thi thì tôi chỉ hỏi các anh chị những kiến thức quan trọng, và mà những cái kiến thức này nó giúp ích cho cái công tác chuyên môn sau này của các anh chị nha. Rồi các anh chị có câu hỏi gì không các anh chị ạ? Cô ơi, cho em hỏi là trong thuốc viêm gan uống thuốc á, thường có mấy bác sĩ thường hay dạy uống đúng giờ, cái điều đó có quan trọng không cô? Uống cùng một giờ à, sao ạ? Nghĩ giống như là sáng nay uống 9 giờ thì ngày hôm sau cũng phải uống đúng lúc 9 giờ. Vâng. Cái đó thì nó quan trọng với các anh chị, là bởi vì nó có liên quan tới cái nồng độ thuốc trong máu. Nếu mà các anh chị uống không đều, tức là khi mà mình uống không đều, ví dụ như cái thuốc đó mình uống 2 lần trong ngày, thì cái khoảng cách giữa các cái lần nó không đúng giờ thì nó sẽ không đều. Không đều nha, cái khoảng cách nó không đều, nó sẽ có cái lần nó rút lại ngắn và có cái lần nó giãn ra dài đó. Và như vậy thì nó sẽ, cái mà giãn ra dài đó, cái ngắn đó, thì nồng độ thuốc nó cao thì nói gì, nhưng mà khi mà nó giãn ra dài cái khoảng thời gian của cái lần trước và lần sau nó dài thì nồng độ thuốc nó lại giảm xuống đó, như vậy đó anh ha. Còn quên uống một cái liều nào đó thì càng nguy hiểm hơn. Nhưng mà giống như một số bệnh ấy, giống như buổi sáng, thường người ta đến buổi sáng người ta khám xong người ta có thuốc uống liền. Nếu một ngày nào đó người ta bận thì đến chiều người ta mới khám, lúc đó người ta mới có thuốc uống. Vậy có ổn không cô? Đương nhiên là không ổn thôi. Và như vậy thì các anh chị phải hẹn cái lịch tái khám là phải trước một ngày khi người ta hết thuốc. Chứ sao mà lại khám? Và đây cũng là một cái bất cập các anh chị à. Cái này cũng là một cái bất cập. Khổ nổi là anh bảo hiểm y tế đó, ảnh không có cho mình hẹn sớm hơn. Ảnh thì ảnh biểu là bệnh nhân hết thuốc thì mới đi tái khám. Tại vì nếu mà mình hẹn sớm hơn thì ảnh sợ rằng là mình cấp dư thuốc cho bệnh nhân một ngày. Đó. Cái anh bảo hiểm y tế là ngặt nghèo như vậy, và rất rất nhiều những cái vấn đề bất cập các anh chị ạ. À. Và nếu mà mình tới cái ngày mà hết thuốc thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng như anh nói. Đấy, nó như vậy đấy. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Còn có câu hỏi nào nữa không các anh chị ơi?
Nếu như không có câu hỏi gì thì tôi cảm ơn lớp đã sắp xếp buổi hôm nay và cố gắng là ngồi nghe tôi tra tấn từ 8 giờ tới giờ ha. Mình dồn nhiều bài vào và mình học online nữa trong cái điều kiện hiện nay, thì chúng ta cố gắng như vậy. Và trong thời gian tới thì nếu như bộ môn xếp thấy là nó không an toàn thì các anh chị cũng vui lòng là chúng ta sẽ phối hợp với bộ môn, cụ thể là phối hợp với cô bé hai là giáo dục của bộ môn, để có thể là chúng ta những cái nhóm thực tập đó thì chúng ta cũng học online. Bởi vì bình thường thì cái phần thực tập vi sinh là chúng tôi cũng dạy trên hình ảnh, chứ không các anh chị không có cấy gì trong môi trường hết, cho nên là tại cái phòng thực tập thì các anh chị cũng học trên hình ảnh. Cho nên là bây giờ mình chuyển